Xin chào mọi người, hôm nay mình lại nói về câu chuyện của sầu riêng. Thì sầu riêng giai đoạn mà nó còn tầm khoảng 30 ngày nữa là sổ nhị. Đây, đây là hoa sầu riêng. Thì cái lượng hoa này là còn khoảng 30 ngày nữa là bắt đầu là nó sẽ sở nhị. Thì trong cái quá trình sở nhị thì cây nó phải già lá, lá nó phải thật già. Thì bây giờ mình sẽ quay ngoài đọt cho các bạn xem. Đây, đây là mình đi xem vườn thì vườn này đã kéo đọt rồi này. Đây mà các bạn xem đọt của cây sầu riêng này. Đây. Lá này thì còn khoảng tầm 20 ngày nữa. 20 ngày nữa là sẽ bung hết nha. 20 ngày đến 25 ngày. Thì với cái số hoa kia thì tầm 30 ngày. Với lại nó sở nhị trong vòng 10 ngày nữa thì cái khoảng thời gian đó là vừa đủ để cái lá này nó già. Nếu mà đọt nó đã ra như thế này rồi á. Đây. Nếu mà đọt nó đã ra được như thế này thì bây giờ là cái dinh dưỡng ở dưới đất này này. Thì dưới đất này bạn ấy đã đi phân nở và phân 30-10-10. Rồi là nói chung là cái lượng dinh dưỡng bạn đi ở dưới đất này rất là nhiều. Nên là giờ nó cái bộ rễ ở dưới này á kết hợp với mình tưới nữa. Kết hợp với mình tưới nữa thì nó sẽ đẩy lên trên cây. Đẩy lên cây và nó đẩy vô hoa. Hoa nó dư dinh dưỡng thì nó sẽ đẩy ra ngoài đọt. Đây. Giờ nó sẽ đẩy ra ngoài đọt. Đẩy ra ngoài đọt như thế này thì nó đã ra được như thế này. Thì bây giờ là tốc độ của nó sẽ là nó đi rất là nhanh này. Thông thường thì một ngày thì nó sẽ ra được 1 cm. Nhưng cái này qua một đêm nó sẽ dài ra khoảng 2-3 cm đấy. 2-3 cm. Thì với cái thời gian đó thì nó đi với tốc độ như thế này là mình cảm thấy là nó sẽ ổn. Còn lúc mà nó mà chưa ra, ví dụ như cái cành này đi. Ví dụ cành này mà cái dàn lá của nó chưa ra này. Cái nách này của nó chưa ra thì nó sẽ lâu. Nhưng mà một khi mà nó đã ra, nách lá mà nó đã ra như được như thế này rồi thì nó sẽ chảy rất là nhanh. Chảy rất là nhanh. Trong cái khoảng thời gian này á thì mình sẽ phun thuốc gì? Thì thực ra là các bạn không cần phải phun quá nhiều thuốc đâu. Chủ yếu là cái nền đất của mình á, độ ẩm mình giữ độ ẩm được. Giữ độ ẩm và mình đi dinh dưỡng ở dưới cho đầy đủ là được. Chứ ở trên lá thì các bạn sẽ phun một đợt kéo đọt đi. Và canxi bo là được. Cái khoảng thời gian này lá này nó rất là quan trọng này. Chứ các bạn phải quản lý cho mình được cái là rầy rệp này. Cái con rầy xanh á, cái con rầy xanh nó cực kỳ nguy hiểm. Khi mà cái lá nó như thế này mà nó đã đốt rồi á thì mai mốt mình có phun diệt nó đi thì cái lá nó cũng đã bị tổn thương rồi á. Là sau này cái dàn lá nó mở ra nó không có được chất lượng. Đấy. Cái giai đoạn này các bạn sẽ phải quản lý rầy rệp thật tốt. Đây, còn nói về cái hoa mà hoa sầu riêng mà trong cái khoảng thời gian mà nó như thế này á, thì thông thường sẽ gặp những cơn mưa trái mùa này. Thì quan trọng là mình phải tưới khoảng đều đều khoảng 2-3 ngày. Khi mà mình cảm thấy đất nó khô rồi á, cảm thấy đất khô thì mình phải tưới xòa xung quanh, tưới rộng tán ra ngoài, tưới rộng ra. Cần thiết thì mình cho quay bét luôn. Quay bét thì nó sẽ cung cấp nước ra ngoài, phía ngoài tán luôn. Tại vì rễ sầu riêng nó ăn trong gốc này nó ăn rồi, nhưng mà nó ăn ra ngoài phía xa ngoài kia kìa đó, ngoài xa kia mình rất là nhiều. Nếu mà trong giai đoạn này mà cây bông như thế này mà
mà đọt nó đang ra, mà gặp thêm một cơn mưa trái mùa nữa, mà các bạn không quản lý được cái nước tưới thì nó sẽ bị rụng đấy, nó rụng lóng đấy, nó rụng lóng như thế này này. Ừ. Sẽ bị rụng lóng như thế này. Ví dụ mình vuốt này đúng không? Đôi khi nó sẽ bị rụng. Đấy. Đó. Nó bị rụng cuốn như thế này. Ừ. Nếu mà mình không kịp, mình không phát hiện kịp thời á, thì chỉ cần sau một đêm thôi là ngày mai nhìn nó rụng sạch luôn. Mà các bạn biết làm sầu riêng mà nó rụng như vậy thì cái năng suất của mình sẽ không đạt. Không đạt thì dẫn đến là thất thu. Hay vậy thôi. Nên là các bạn, nếu mà các bạn phải đi thăm vườn thường xuyên, nếu mà gặp tình trạng mà nó rụng bông nhiều á, thì sau một đêm là mình phải mua cái thuốc điều hòa sinh trưởng. Thuốc điều hòa sinh trưởng á, để phun lên cho nó điều hòa lại cái cây, không là nên thời gian nó bị sốc nước là nó sẽ rụng. Còn khi mà gần thổ nhị thì mình cũng phun cho nó cạt xì bo đi lượng vô là được. Lá mai mốt nó lỡ nữa là ôi xong rồi. Thôi ra đi. Đây. Lá này mai mốt phải phun thêm một đợt nấm nữa cho nó, để nó nở lá xong là nó không có bị mấy cái nấm này nữa này. Trời này mà gió nó loang nó bay ra ghê đó. Giàn đọt này tầm khoảng 25 ngày nữa là nó nở hết. Mở hết ra bắt đầu là phun cho nó một đợt già lá là đẹp. Thế thôi. Xong rồi.